Rồi lắp cái lỗ luôn. Chào anh Phương nha. Rồi chào Hồng, chào mọi người. Chào hai anh luôn. Hello. Hôm nay tiếp tục ở vườn mai Xuân Phương. Vào vàng chậu rồi em lại quay cho bà con xem. Mấy cây này là giống mai gì anh? Cây này là bông chùm nè. Giống cây này bông chùm. Còn kia giảo Xuân Phương đa số là bông chùm giảo Xuân Phương. Lên tay lên. Lên tay lên. Đi. Nghiêng vào trong rồi. Nghiêng bên này á. Không, nhóm bên chuối nè. Nhóm bên chuối nè. Nghiêng qua bên hay phải dở qua bên đây á. Mày làm gì hay? Bỏ này vô. Lấy anh có vô nữa không? Có sẵn mấy cái này ở bên kia phải không? Có. Này mình vô buổi chiều mà. Chiều bây giờ cây dở phan hả? Bên đây kéo cái chậu dở lên cái, dở lên bỏ ngay lại. Dở xéo rồi. Con bỏ ngay lại hạ bên đó xuống. Mai bồn dưới đất anh chị. Rồi. Bữa nay vô chậu rồi chuẩn bị đón Tết luôn ha anh. Coi nút coi. Nút này thì hơi nhỏ, cái giống này nút thì nó hơi nhỏ. Nút này Tết lên bự ngon anh. Được. Mình vô phân nữa hả? Mình thì mỗi vườn có một dạng một đường làm vậy đó. Đó mà anh là vẫn còn vô phân đúng không? Đúng rồi, vẫn vô phân. Giờ anh để nguyên cái bầu cũ, còn cái anh chỉ để chấu sơ dừa dặm dặm lên thôi. Chấu sơ dừa này là 50-50 hay sao anh? 46. 46 à. 4 sơ dừa hả? 4 chấu. 4 chấu, 6 sơ dừa. Đúng rồi. Mấy bữa nay nó hơi khô. Tại vì cái bầu nó đất á. Dạ. Để nước nó tưới nước vô nó mềm á. À. Nó bị nhão nên hai ba ngày nay gạn nó hơi khô, hơi xuống lá. Như cây này lá tỉnh lại nè, cây này tỉnh nè. Là anh vô hôm qua hả? Vô hôm qua. Mấy cây này hoành tầm khoảng trên 30. Mai ghép. Này là nãy nói giảo Xuân Phương hả? Đúng rồi, giảo Xuân Phương. Nút này chưa bự nghe anh, đúng không? Nút chưa bự. Nói chung mình làm như mấy clip trước mình nói rồi, mình làm nút hơi trễ. Chắc có lẽ là tháng sau nó bự á. Thời điểm bữa nay là coi như là ngày 23 âm lịch. Thứ năm 23 âm lịch anh chị. Cây này bữa bắt chụp hình rụng lá đó. Hôm qua nhổ lên rụng đi mới nữa. Cái cây mà bữa bị rụng lá dưới đất phải không anh? Bữa nó trâu luôn. Dành, nên nhìn nó tổng thể thấy nó thưa hơn nè anh chị. Đúng rồi. Rớt lá bớt rồi. Rớt lá. Rớt lá vậy nở đậu ngon nữa ha. Đâu mai mùa này nếu mà đúng nguyên tắc của nó là phải rớt lá thì nó mới nuôi cái nút nó mạnh được. Còn cây này rớt lá không phải vì nguyên tắc mà nó vì mình đào nó. Với là nó bị thiếu nước. Đúng rồi, cái này thiếu nước. Bữa vô nó bị gã bầu á, nên ngưng. Cái này là giống gì anh? Cũng Xuân Phương luôn á, mấy cây này là Xuân Phương không nè. Nguyên lạc Xuân Phương hết. Đúng rồi, toàn bộ Xuân Phương hết. Chỉ có cây mới lên đó là giảo chùm thôi. Giờ là quanh kia bứng quanh tiếp. Kia bứng đem về. Quanh kia bứng tiếp xem ảnh bứng dưới đất như thế nào nha anh chị. Nãy qua bên Tú mà quên mượn cái đồ bơm mỡ. Nay Xuân Phương có cái bông nào mà anh? Bữa hổm có chỗ mấy cái mà nay không có chỗ. Nay tháng này đâu còn chỗ nữa.
Có bông hả? Cái cây mình ghép á. Ừ. Bông của chỗ quá trời đẹp luôn. Giờ còn không anh? Có, tôi có quay lại nè mà chứ giờ nó rụng rồi. Ừ nào hái dục không biết. Chứ nó đang cổ mà nào hái dục không? Hả? Anh có quay lại không? Có, quay lại mà bông nó cũng chỗ 2 ngày rồi. Đâu? Cho mọi người xem cái anh Phương. Cái cây cắt ghép à, này đậu nè. Rồi. Này bằng chơi ngu Lý Tiến nè, bông đó nè. Chỗ mấy ngày rồi đó. Cái này là chùm luôn hoàng hoàng. Cây ghép 7 giống á. Cái này giống gì? Cái này cây mẹ đó. À cây zin hoa. Ờ cây zin đó. Cây zin đó cũng đó. Hai lớp à. Ờ bông cũng đẹp lắm, bông ở ngoài đẹp lắm. Cây này anh chưa gì anh tháo rồi. Tháo trước cho nó khô á, mấy bữa nó nước á. Nó ấy không được. Nước quá nó nhão. Mà mấy bữa nay bỏ nó hơi khô, nó hơi yếu. Này mấy đứa nhỏ mới tháo rồi nha. Vậy mà nước ở dưới còn à. Mềm xèo dưới. Cái này nhìn như tụi bay sắn rồi phải. Sao mày chạy ngã ngoài hả? Ngã ngoài cho trống qua đây nè anh, qua đây nè, qua bên này nè, qua này bên này nè. Dỡ lên chút nữa. Dỡ lên nổi không? Dỡ lên chút nữa. Khoan, anh qua đây cầm cái xẻng cho tấm hình cái hà tấm hình hả? Mấy lính cắm đầu. Anh phải xẻn lên cái, cuốc lên cái, đỡ lên. Chỉ vậy hả? Qua đây nè. À, phan, phan. Rồi, khoan, phan, khoan, rồi, mấy anh em nhìn đây cái nè. Rồi, lên. Phan được rồi. Rồi, ok, rồi, lên luôn. Rồi, để giùm á. Chụp hình á, rồi á, anh vậy. Rồi. Tới đây là dạt đít nha. Xích qua anh, kế chút anh. Rồi. Dạt cái đất ra. Đừng xeo xeo không thấy được. Chưa? Nhét bao vô. Lên. Băng ra đó luôn. Bỏ vô. Rồi. Nó mài khô nước quá. Xuống lá luôn. Đúng. Bỏ dép ra, vậy đường trơn vậy mang dép. Rồi lên nè. Dứt luôn hai cây á anh. Lận cây à. Hai cây ở dưới tàn. Kiều quá. Nó sẽ y như là sẽ tăng. Nay thăm lại mấy cây mai của anh
ăn phương nè, mai đất, mai trồng bột. Bửng gà thoáng đã ghê luôn. Rồi cái này mới mốt là anh trồng cái gì? Không có trồng vô nữa. Để cho nó thưa thoáng để nuôi cái này lớn lên. Cái này thì là anh Để Nguyên hả? Ừ, đúng rồi. Cái này là mai nguyên thủy không à. Không phải mai ghép. À. Có hàng giữa là hàng mai ghép thôi. Đó mình ghép xong rồi mình gửi đỡ á. À, giờ là bữa nay là anh bứng nguyên đúng cái rồi. Hàng ở giữa hết. Đúng rồi, bứng hàng giữa hết. À. Bứng hết hàng giữa, chờ hai bên để lại nuôi. Hàng giữa là tới tuổi nó đi ra được rồi. À, nó bít á. À. Nay nó lớn rồi, nó bít rồi. Anh ấy sẵn, anh sẵn sẵn từ hôm qua ha anh, hay hồi sáng? Không, cái này là cái bầu nó sẵn vậy đó. Mình tháo ra thôi đúng không? Ừ. Đó, mình tháo ra thôi. À. Mình tháo cái bầu V ra thôi. Vậy nó có sẵn gì? Nguyên lẹt ở giữa này là xung phương hết hả anh? Có một hai cây giấu chùm, hai cây giấu chùm, còn nhiều lại xung phương hết. Ừ. Mấy cây này lên chậu bán nhiêu anh? Mấy cái này lên chậu thì nói chung là chủ yếu mình đem về mình cho thuê mấy khách quen mình thôi. Chứ cũng chưa có dự định, chưa có giá đá bán nhất định. À, cũng tùy mà theo thị trường nữa. À, nếu mà thôi cỡ cây này cỡ thuê nhiêu anh? Thì cỡ chừng 3 triệu, trên dưới 3 triệu tí vậy đó. À, trên dưới 3 triệu nè anh chị, hoành nó tầm khoảng cho ba mấy hoành á. Chiều cao cây này 2 mét anh chị, tán ngang 2 mét luôn. Còn mấy cây này thì lùng hơn. Ừ. Anh làm sẵn hết rồi. Ồ, nguyên dọc này cũng nhiều quá nha. À, được nguyên, mấy chục cây á. Nguyên buổi chiều này chắc không hết à. Không, nguyên buổi chiều vô có chừng chục cây đó lại à. Dạ. Chiều nào cũng vô hết á. À. À. Dưới này mình vô xong vàng gốc nhớt rồi kìa. Còn hôm bữa mấy cây mình ghép ở trong kia có cây nào mà có bông gió không anh? Bữa mình hình ghép như ghép cái cây bảy bảy giống có một cái bông nè, không biết nở chưa. Bữa ghép có nụ nữa mà. Có ra được một chùm nụ mà không biết này chỗ vừa chứ chưa là chưa sáng là chưa chỗ sáng có ra hầm mà chưa chỗ vô đi qua thăm lại bảy giống mai coi như thế nào là anh chị. Mình bứng cây giữa này ra cái vàng mai mình thoáng làm sao cho nó lớn. Tôi nghi dảo siêu nút chứ không phải là siêu nút hoặc bình lợi. Chịu héo à, chưa chỗ nữa nè, nó ra nút này chắc mai chỗ nó ra được cái nụ nè, nó chùm nút nè, mai chắc phải ngày mốt quá. Ừ. Này mai mốt không có chỗ nè, không, cái bông vàng này ngày mai chỗ à, có cái bông vàng à, bông này ngày mai chỗ nè. Ừ. Cái này chắc là mốt chỗ nè. Ừ. Nắng quá nó quéo. Chưa xịt nước nữa. Xịt nước ra nó tươi rồi. Cái này là lá bầu bầu rồi, không biết cái cây nào nữa. Cái này 24 chắc nè, nhánh này 24. Nhánh này ha. Lá 24. Ừ. Lá 24. Đây là bảy giống mai mà hôm bữa là anh Xuân Phương anh ghép lộn xộn hết anh chị. Quỳ giờ quên mất tiêu luôn. Đó là anh ghép trực tiếp trên một nhánh là nhiều giống luôn ha. Cái này không, cái này mà nếu mà nó ra lá lớn là tôi có thể nhận được mà. Này rớt rồi nè, phải không? Cái này ghép sau.
Cái này đóng bò. Lấy dảo gai đóng vô nè, mà chắc không biết nó lên nổi không. Nãy mới cho anh cái bon của anh Thiết đó. Mài đồ quốc kỳ lớn luôn ạ. À. Mài quốc kỳ lớn luôn hả? Quốc kỳ lớn luôn. Cái đầu mới thấy. Đóng vô đây một cái luôn nè. Đóng vô đây chỗ đâu nữa đóng. Đóng thân. Đóng thân biết có lên không? Tại đóng bít hết trơn à. Mới đóng cả chục bo luôn á. Rồi chỗ nào rớt không? Dậm nó vô. Yếu thì chỉ có mấy nhánh đó yếu thôi. Mà giờ đút vô không biết ra được không? Thì ra chậm hơn. Nó ghép sau mà ghép được vô mấy nhánh bự rồi nè. Nó lên mới khỏe. Còn à. Đợt sau mà ghép vô mấy nhánh nhỏ nó chịu không nổi. Nè này ba nhánh nè. Trong bữa ghép ba nhánh bốn nhánh lùm là này chiều bị khô héo mà anh ghép vô đây được nhánh nè. Mà họ vẫn băng keo rồi đâu có ghép vô được nữa hả? Không, này là hết ghép được rồi. Này giờ họ hết đóng thân mình đóng nhánh. Đóng nhánh sợ phải ăn ngoài chịu giết chịu không nổi không. Rồi thôi cái này phải chờ đợi thôi. À, đi vòng vườn anh xem lại thời điểm bữa nay tình hình nút nụ anh Phương ơi. Rồi. Xem mấy cây mà chuẩn bị anh bán Tết luôn nè anh chị. Mấy cái chậu này là coi như là gốc nhớt mới lên nè. Mấy cái này ha. À, ở dưới này nè, xuống lên nhiều lắm. Nay lên nhiều, Phú Tân này cũng lên nút quá trời. Rồi thăm lại mấy cây hút tân của anh đây. Coi thẳng được rồi. Nó hơi nghiêng ra ngoài đường một chút. Mới vô được 70-80 chậu nữa. Tết này là ở vườn Mai Xuân Phương là cũng đủng giống hết vậy. Dừa đây có cây nào dừa dứa không anh? Không, dừa toàn dừa mà nước nó dở lắm, nước nhất à. Dừa xưa, dừa xiêm hồi xưa nước bạc nhất à. Mới giao lưu được 10 cây. 10 cây bên này ha. Ờ, 10 cây dưới đất á. À. Bạn ở dưới Thủ Đức lên nó mua. Ừ, cái gì là cái đó là bứng về anh bán Tết hay sao? Bứng về bán Tết. Ồ, này gì đây anh? Thủ Đức. Xem Thủ Đức ở vườn Mai Xuân Phương bữa nay 23 tháng 10 âm lịch anh chị. Nói chung nút này cũng hiểu. Này mới vô à? Mới vô được 2 ngày. Thủ Đức nè, thấy vàng lá nó cứng người ta, đúng không? Thủ Đức. Thủ Đức là nó có bao nhiêu giống anh? Thủ Đức thật sự có giống mà, nhưng mà đều qua nhiều đời á, nó ấy tùm lum á, Thủ Đức thì có một giống Thủ Đức thôi. Qua nhiều đời mà gieo hạt cái nó đột biến ra tùm lum phải không? Ờ, lớp nó đột biến rồi ghép thì nó qua nhiều dòng máu quá nó thay đổi kết cấu đó, lá của nó. Thủ Đức thì có một thứ thôi. Mấy Thủ Đức này Tết là mình chậu về tầm khoảng nhiêu anh? Nếu chậu này mình bán thì tầm trên dưới 3 triệu gì đó, cho thuê khoảng 1 triệu mấy 2 triệu gì đó. Thì cũng nói chung mình nói về dự định vậy thôi chứ còn cũng tùy theo thị trường nữa. À. Thị trường ấy thì mình tính theo giá ấy, còn thị trường mà nó ấy quá thì mình cũng tính theo cái giá của thị trường. Chứ mai này mai nhà mà mình đâu có mua bán thì đâu lời với lỗ. Thủ Đức anh được mấy trăm cây?
chắc cũng có 200 Phú Đức, Phú Tân, Phú Tân nhiều. Phú Tân năm nay, nay lại lên nút đẹp. Này Phú Tân phải không anh? Đúng rồi đó, Phú Tân. Phú Tân, anh em mình nói ít nút nhưng mà thấy nút có lên cũng nhiều lắm. Phú Tân mà thường với Phú Tân 24 cánh là khác nhau hai loại hả anh? Cái vụ này mình không gành nhưng mà theo mình biết Phú Tân thì cũng một Phú Tân thôi. Nhưng mà đại khái nó cũng lai tạo ép cái gì nó ra chứ còn... Chứ thật sự anh này cũng 20-22 cánh nè, cũng có nhiều nè. Chứ còn 24 thì mình thấy... Bây giờ người ta nói thôi chứ mình cũng không biết, không gành nó, mình cũng không dám bình luận nhiều. Mấy cái này Phú Tân nè, Tân không, Tân lên nút quá trời nè, nó không lên nút quá trời nè, nút cũng lá nút. Phú Tân nó cũng gần giống như là nó cái lá giống như bánh tre mà nó còn nhỏ hơn nữa. Ừ. Nhỏ dài không chị? Phú Tân mình cũng nhiều, Phú Tân hơn cả 100 cây, cái này cũng Phú Tân nè. Mấy cây mình vô trước này nút có lên hết đẹp. Nút cũng quá trời nè, nhưng mà nút có đại khái nhỏ thôi, nút quá trời. Tân nút quá trời. Nút Phú Tân nút tròn phải không? Ừ. Nút có nhuyễn, nút tròn có nhuyễn. Ừ. Có nút nhọn, có nút tròn. Đa số nút tròn. Ừ. Này nó lên quá trời nút luôn, ai nói Phú Tân không nút đâu, nút quá trời nè. Ừ. Thấy không? Nè. Nút Phú Tân lên quá trời nằm lá nè. Đó. Phú Tân lên nút quá trời, ai nói không nút. Không nút làm sao có bông được. Nút là gió anh làm. Ừ. Nút quá trời nè. Cái này mình vô trước à, còn mấy cái này mới vô 2-3 ngày chưa làm đế, nó đế còn dưới. Ừ. Phú Tân nè, lợi cái nút á. Ai nói Phú Tân không ra nút. Đó Thủ Đức. Phú Tân đây nè. Nhìn nè, nút lên nè. Thấy không? Ừ. Nút quá trời nút, đâu phải không nút đâu. Dạch ở dưới rồi coi, cũng có nút quá trời nè. Lá nó che nè, nút nè. Nằm trong nút quá trời. Mấy cây Phú Tân này chưa thấy tình hình mà lá già rụng luôn anh. Ừ. Nói chung cái này là ở dưới đất đem lên chưa đợt trước, cái này mới đem lên nè. Còn cái này đem đợt trước nay lá tỉnh nè. Chứ vài bữa rụng. Vài bữa là vàng lá rụng bớt. Ủa hình như thằng Phú Tân này nó ít chỗ. Nói chung mai mình làm ở đây không có chỗ nha. Không chỗ ha. Tôi bảo đảm là không có chỗ. Cứ tin tôi đi. Cứ giờ vườn mai là không có, nhất định là không có chỗ. Không có cắt luôn. Nó thiệt luôn á. Thỉnh thoảng chỉ có 1-2 bông thôi chứ không có bao giờ chỗ đó. Không có năm nào mà vườn mai mình mà bị chỗ sao. Ừ, vậy là có bí quyết á. Thì đại khái mình cũng có một chút gì đó kinh nghiệm. Chứ mai mình nhất định không có chỗ, nói thiệt tình mà. Tháng này phải nói là tháng này không chỗ chứ không có phải là mình nói không chỗ không đúng. Những tháng khác cũng có thì chỗ. Trước trong cái clip trước anh có chia sẻ cái mà như là 3-4 cái bí quyết á, anh chị mình lật lại. Chứ mai nè, thỉnh thoảng ở chỗ 1-2 bông à, cái này lâu rồi. Cái này đợt trước nó trên nay hột chín rồi nè. À, tức là cái đợt trước nó chỗ đó mà mình không có cắt. Bất ngờ chưa bà con? Cái này Phú Tân luôn nè. Nút quá trời nè, nút lên nè. Bữa nay là 23 tháng 10 nhưng mà vườn mai anh Xuân Phương cũng chưa thấy chỗ nữa. À. Không có chỗ, giờ tới Tết cũng không có chỗ nữa, bảo đảm luôn. Đúng Tết mới chỗ ha. À, đúng Tết chỗ. Nhưng mà nếu vậy những anh chị mà muốn chơi Noel rồi chơi ngày lễ rồi Tết Tây nọ nọ anh đâu cung cấp được. Được chứ. Lãi lá thì nó chỗ. Tại vì thỉnh thoảng mình cũng có giao lưu mấy anh chị em chơi Tết Tây đồ đó. Lúc còn nguyên si luôn à anh chị. Không có chỗ, nó không chỗ là không chỗ thiệt tình chứ không phải nó dốc đâu. Nó chỗ không chỗ là không chỗ. Mai mình làm là qua bước qua
đang chín rồi là không còn chỗ nữa. Tháng 7, tháng 8 thì có chỗ, tháng 9 là không có chỗ nữa. Phú Tân à, ồ, nhìn đâu lên cái hua gì siêu bông Sài Gòn đâu. Ừ, à, đúng rồi, trẻ đó. Trẻ không đúng đó. Từ dưới giờ này Thủ Đức ở dưới Bến Tre nút cũng ghê lắm, cũng y như siêu bông Sài Gòn. Ừ. Nói chung là mỗi người, nhưng mà bảo đảm Hồng tháng sau lên là nút tôi khác á. Tháng sau tôi lên là phù phù cái liền á. Ngày Thủ Đức ha. Thủ Đức do dẹp á. Thủ Đức ảnh cũng còn nguyên si. Không có chỗ đâu, nói thiệt lòng. Thủ Đức này giờ vô trước nè. Mà thì tôi nói với anh em nhiều lần tôi làm nút hơi trễ hơn người ta. Ừ. Nên nút giờ nó chỉ có vậy thôi chứ không có hơn được. Không có lớn như người ta. Cây nào cái nấy à, nút cũng cỡ vậy à, không hơn. Nút đâu hơn đâu, nút cỡ bằng lớn hơn hột lúa chút nha. Chắc lớn hơn hột lúa chút mà, không có lớn nhiều. Gấp rưỡi. Ừ. Mai không có nút. Nếu bên này không nút còn nhỏ lắm. Nhưng mà bảo đảm qua tháng sau à, lên nút có khác rồi. Bây giờ chủ yếu mình làm nè. Phú Tân à, nó không nút nút nè. Nút đặt luôn rồi, nó không nút. Phú Tân. Này cũng Phú Tân à. Nói chung mình còn làm nhiều lắm, mới đưa lên cũng chưa có hoàn thiện. Nãy giờ anh chị coi nguyên vẹn Phú Tân còn nguyên si luôn ha. Phú Tân với Thủ Đức ha. Thủ Đức này cũng không chỗ, mấy cây Sài Gòn á để tôi làm thử coi mai mốt có chỗ. Sài Gòn anh đâu có cây nào đâu. Cây của bữa giao lưu bên Sơn á. Không biết phải Sài Gòn không nhưng mà à, đại khái nó ghép mà. Thì ghép. Ghép còn lâu. Ghép còn lâu mới có. Còn bên này cũng là Phú Tân với Thủ Đức. Thủ Đức luôn. À. Có họ Thọ Hương, Thọ Hương là có chỗ lại gài. Đâu coi anh thử mấy cây Thọ Hương anh thử coi. Nó nay cũng hết rồi, cũng ấy hết rồi, không còn nữa. Nhưng mà bữa họ cách đây tuần trước á, hình như có nở lại gai. Thọ Hương thì mình chưa có quen. Mới làm năm đầu tiên. Họ hơn là nhiều người nói rụng nụ anh hay đúng rồi, nó rụng nụ, điểm yếu năm rồi tôi bị rụng mà. Nhưng mà năm rồi nó còn nhỏ, tôi mới nhân giống chơi năm rồi à. Cái này tôi mới lấy giống về năm rồi à, mới làm năm rồi à. Thọ Hương nè. Thọ Hương à. Cái này tôi cũng chưa gành về nó nữa. Nhưng mà cái nút không thấy nhỏ nhỏ như Phú Tân vậy. Chứ hai cái nút hình như không có lớn. Này có chỗ không? Bữa cách đây tuần trước chỗ còn nè. Rụng kìa. Từng thì ít. Thì nó đâu chỗ như nè. Chỗ ít. Đây nè, đây còn bông rụng dính đây nè. Nó nào có chỗ nó chỗ nè. Họ Hương nè. Còn riêng mấy giống kia là không có chỗ, có Họ Hương chỗ. Chưa có hiểu gì nó mấy nên nó chỗ. Chỗ mà chỗ không nhiều anh chị. Mà chưa thấy nút gì nên anh. Ừ. À. Nút thấy nó thưa thưa rồi đó. À, cái này nút nhiều chỗ nè. Có chỗ không. Ừ. Này nút quá trời nè. Cái này mình thử thôi chứ mình cũng không có yêu thích cái dòng này lắm. Ừ. Nút quá trời nè. Ừ. Nó không đều đúng không? Không đều. Không có, không. Cái này cũng mới thử nó cái năm đầu. Nhiều à. Cái này thì nhiều nè. Thử nó năm đầu nhiều. À. Ừ. Nói chung có cây này cây kia, cây này nút nhiều nè. Cây này mới thật sự nút nhiều nè. Ừ. Ừ. Cây nhiều. Ừ. Sao cây vậy ta? Thì nói chung có thằng mạnh, thằng yếu, thằng sung, thằng này kia nọ. Ừ, cây này nó cũng khá nè. Này mình mới thử thôi, còn
Cái thằng này điểm yếu nó rụng rụng ghê lắm. Năm rồi nó nhỏ nhỏ à, tôi không có lấy lá mà thấy nó ra nhiêu. Tại kia hỏi có dâu có hộp không, để mới hộp ương chơi mà không để, không để rụng sạch hết à. Không 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 có cái hộp nào. Dòng cúc cũng vậy á ông ơi. Dạ. Cúc hầu như thằng nào cũng rụng á. Còn cái mấy cây dấu thơm đó năm nay có bán được cây nào không anh? Không, chưa. Chưa ha, chưa ra ha. Năm nay coi như là chỉ có giống Thọ Hương, ba giống ha, Thọ Hương, Thủ Đức với Phú Tân thôi. Đúng rồi, với Mai Đất á. Mà chủ yếu vườn mình thì Thủ Đức vẫn nhiều. Với Mai Đất là cái dấu Xuân Phương với Mai Chùm hồi nãy phải không? Đúng rồi. Mấy cây mai bự đó nãy phải không? Đúng rồi. Mà toàn bộ đó là cây mai ghép hết ha anh? Đúng rồi, mai ghép không à. Mấy bắp dục hàng ngoài đường nút quá trời. Dục á hả? Nó làm cái này là dục á hả? Hàng phế thải. Hàng dây chai. Còn mấy hàng này? Hàng này gốc nhớt đó, gốc nhớt mới ghép á. Vậy cái vài bữa trồng đất hả? Đa số rồi dạo hôm á, dạo bánh tròn á. Còn 24 nhân giống quanh đống này nè. Quá trời nè, 24 không. Bốm này vẫn chưa thấy được cái mặt bông nó. Chưa thấy mặt bông chính xác. Chính xác của nó. Đúng rồi. Nó còn bà con mới ơi. Đúng rồi. Thì mình nhân giống vậy mình ai thích thì mình chia sẻ, không thích thôi mình tự mình làm. Chứ thật sự ra cái giống này mình cũng không có rành lắm đâu. Tết này cái 24 này nó có bông chưa? Chắc có đó. Chơi được. Có. Vô coi cây này nút nó nãy lên chưa. Lâu lắm cũng không vô đây. Tần ha. À. Lâu lắm rồi á, hơn chắc hơn đó. Vậy ở đây trong này là khỏi tưới. Ở dưới đất thì đâu cần tưới đâu. Nút này khá khá nè. Bự bự được chút. Nói chung cây này cây siêu nút ha. Đúng rồi, siêu nút đây. Nhìn lá nó đen dữ ha. Nó đen hơi siêu bông Sài Gòn đó anh chị. Đúng rồi. Xanh đen luôn nút. Cái này xanh đen. Nè được. Ủa. Này cái này giống cái bông ngắt ra quá vậy. Ra hai nút nè. Nè cái này bông ngắt ra hai nút cổ nhất. Cái này em có cây zin nè. Nhưng mà nó cứ vậy hoài anh, nó không lớn anh. Không lớn hả? Từ từ lớn. Chắc phải bỏ qua cái chậu khác hả? Để vô cái chậu bữa trước của anh á, nhỏ nhỏ xíu á. Nó cứ nhỏ nhỏ mà đâu bằng người lớn. Coi cái nào vô em. Ủa. Siêu nút Thủ Đức. Nút rồi gà đã không? Không anh không lấy đâu. Cái nút này nó bự gấp đôi hạt gạo anh chị. Gần bằng nửa hạt đậu phộng luôn á. Nút này nó đã lắm. Ừ. Nút này mốt còn lớn nữa nè. Nút bự thì chắc chắn nó là cái bông nó sẽ bự à. Nút đã lắm, nút kinh kinh. Nút này mà mốt mà lật ra một cái là nổi da gà liền á. Vẫn có cái là nó chưa bự. Nói chung mình chưa có dự định làm nút mà nút này bự kìa. Bự mà còn xanh um mà. Bằng là không muốn hàng bằng hạt đậu phộng luôn. Một hạt đậu phộng luôn chị. Mốt có lớn lên là nó bự nữa. Hai phần ba hạt đậu phộng. Này cái gà ba nút. Này chắc hồi trước anh ngắt bông phải không? Chắc có lẽ vậy, nhiều khi ngắt bông là nó ra vậy đó. Tụi đi vậy. Mình có cây mai ra 4 nút 5 nút luôn. Coi hình không? Bữa em thấy có thấy cây 5 nút rồi đó. Ở vườn đó. Cái này có sẵn đây luôn nè. Cây nhất à. Mà cây ghép. Cây này của anh ghép hay là mai nguyên thủy à. Nguyên thủy luôn hả? Ủa, bữa cây của bên nút đực là rồi, cái bông luôn. Nút kinh khủng khiếp luôn á, đâu rồi. Nè nút đó nè, đã không?
đâu năm 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 nút đâu đâu, để coi từ từ đã. Mà có ở trong đây không, bên giường bên kia nè, nút nó ra ba nút nè, không cái này ba nút nè, cái gõ nè ba nút không, rồi giống như rồi cái bốn nút năm nút đâu rồi nè, cái này bốn nút nè, bốn nút, còn cái năm nút nó đâu rồi, để coi quay clip hay là chụp hình bữa qua nè. Cây nút đã lắm, mơ mới ấy lên cái tụi bụp liền à. Mà không có bán thơm ấy, dảo gì nè, ờ cánh tròn ha, à, thơm tròn ha, dảo thơm này, cái lá nhìn nó yếu hơn cây bên kia. Lấy giống rồi mình bỏ sâu á, hôm nay chưa xịt được, ngày mai xịt nè. Cái hộp nó 10 hộp luôn nè. Nè cây này lúc cái này lúc yếu anh. Có làm luôn, nếu cắt giống mới cắt giống ha. Thì cây bên kia cũng có làm ra. Đâu mà nó bự á. Thì cái giống nó, cái giống nó cây đó mới cắt lấy bò cái đợt rồi đó, nó mới ra nè. Cây này có làm gì đâu mà nó bự nè anh chị. Nút. Cái này nè, cây này mới giao lưu nó là nút mà. Cây này cũng là cây này chắc cái nút cắt ra là được hai nút nè. Này cũng siêu nút Thủ Đức hay gì anh? Cái này Thủ Đức. Thủ Đức nguyên dòng đó nè. Này, hai cây này chắc anh em mua quá. Nguyên thủy không, cây này khác ạ. Hả? Cây này khác ạ. Khác hả? Ờ, cây này Thủ Đức. Thủ Đức nguyên thủy nè. Cây này lá nó khác, hai lá. Nó vàng hơn. Lá này nó hơi nhạt, còn lá này nó đậm, đen. Đen. Cây này cũng Thủ Đức nè. Mà dòng ghê. Lá cũng khác à. Nhưng mà bông hàng ngày nó hơi dở hơn kia. Hàng kia bông dữ hơn. Ok. Đó. À, những cái chỗ này những cái bông cắt ra hai nút nè. Thằng này thì nút dữ lắm, thằng này nút bự to đẹp mà bông như trộm, mà bông nó không có đẹp, bông nhỏ ha, bông nó cũng bự nhưng mà cánh nó không có đều à. Cái thì 10 cánh, cái 6 cánh à. Lộn xộn á, thằng kia là đều hơn. Ừ. Còn bông đẹp là thằng này bông đẹp này. Này cũng Thủ Đức á, dòng giống nó đó. Bông đẹp tức là bông, ý là bông đều hả? Ừ, nó 10 12 cánh đều. Ừ. Nhà em cũng có một cây mai Phú Yên Bình Định 10 12 cánh luôn anh. Đúng rồi. Đó hoài Bình Định 10 12 cánh ít á, chứ nó thường thường dòng cúc nó nhiều lắm. Nó đều 10 12 cánh luôn á, dảo luôn nha. Dảo nó bự bằng Thủ Đức á, khoảng 6 xăng á. 10 12 cánh. Được vườn mai hương sen tặng. Rồi còn cây nào nổi trội nữa thì khoe bà con cái anh. Không, chắc không có nổi trội đâu. Muốn nổi trội tháng sau. Sương Phương chưa có nút đâu. Nên mình nói nay là không? Không phải. Sương Phương kia kìa. Mình nói mai mình chưa nút đâu. Nút mới ấy à. Vậy mà cái cây siêu nút Thủ Đức mà lên nút ghê ha. Ờ. À, cây dảo gai nút bự à, dảo gai nút bự rồi bình thường rồi, cái dảo gai này bảo đảm luôn, độc quyền vườn mình luôn. Này nó mới nút mà nút còn nhỏ lắm, chưa bằng cái cây chưa, siêu chưa. Nút nãy đâu. Ừ, không bằng, chưa bằng, không biết cái vậy nè. Ừ. Cái ăn này dảo gai đúng là gai luôn, dày lớn gai. Ồ vậy cái cây siêu nút mới ghê ha. Ừ. Thôi vô đi, vô cây nó đi nghỉ. Không làm gì mà nó cũng quá trời nút. Ừ. Này bảo vậy mà nó phải khác người ta mình mới đặt đó, nó vậy chứ. Qua coi lại cây Xuân Phương cái mình nghĩ nè. Đi ngõ trồng nè. Ngõ đó chậu để bít hết. Cái này cũng nút cũng mới vừa có lên nè, chút nè. Không nó hứa à. Mà cây Thủ Đức đó không biết là ra bông đều không anh? Đều, bông đẹp, để Tết này tôi lại lá cho coi. Chứ bông thời điểm này cũng chưa có đâu, mình hơi trễ. Thua cây bên kia. Nút còn nhỏ. Nút bình thường. Rồi em dạo qua vòng
vườn mai Xuân Phương cho anh chị mình, các bạn mình cùng tham khảo tình hình nút nụ ở làng mai Bình Lợi nha anh chị. Tới đây mình tạm kết thúc, bữa sau có những hoạt động về chăm sóc mai em lại quay tiếp cho bà con mình xem nha. Cảm ơn anh Phương nha. Rồi, cảm ơn Hồng, cảm ơn bà con.